Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, làm ăn đắc thắng, tài lộc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, thần Phật độ mệnh, đến thời cải vận, giàu sang viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, có câu nói thiện ác hữu báo luôn nhắc nhở chúng ta rằng vận mệnh và phong thủy tuy là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, nhưng có một điều còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là lòng thiện lương, như cổ nhân đã dạy. Người thiện lương không cần xem phong thủy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Phật gia thường giảng, Phật nhìn nhân tâm, một người có tâm hồn hiền hòa thì ở đâu trời đất cũng hài hòa. Mệnh số và phúc phận cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cuộc đời của chúng ta. Như một mạng lưới phức tạp, làm sao để có thể thay đổi mệnh số của cuộc đời? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và tạo dựng phước đức. Vì vậy, trong tháng 8 âm lịch 2024 sắp tới, khi vận mệnh có nhiều điều bí ẩn, quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu hãy cùng ban biên tập chương trình khám phá và giải mã lá số tử vi của mình để từ đó đón lành tránh dữ ngay sau đây nhé. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả, mệnh quả, tức lửa dưới núi. Cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ tây tứ mệnh. Đinh Dậu sinh năm 1957, mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt họ tế nhị, nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn. Họ sẽ không cần nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh. Tất cả trong công việc, lẫn trong quan hệ, điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác, khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài quý giá, cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành. Tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không? Thế nhưng, trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa mỗi khi điều đó xảy ra. Họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải Tử Vi thấy rằng tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi. Chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Xem tử vi tháng 8 âm lịch cho người tuổi Đinh Dậu, con giáp này sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn. Bán mệnh có thể vô tình phát hiện ra những bí mật bị ẩn giấu trong thời gian dài, nhưng hãy coi đây là cơ hội để bạn nhìn nhận rõ bộ mặt của một vài người. Cục diện tương hại cho thấy con đường sự nghiệp của bạn sẽ gặp phải nhiều nguy cơ. Thời điểm này hãy chỉ tin tưởng vào bản thân mình và dựa vào sức của chính mình thôi. Bởi khi đứng trước lợi ích, những bạn bè, người quen tưởng chừng thân thiết cũng có thể sẵn sàng quay lưng lợi dụng bạn.
phương diện tài chính cũng chưa có nhiều khởi sắc khi bạn phải chịu sự cạnh tranh, giành giật gay gắt từ đối thủ. Hãy thận trọng khi đưa ra quyết định hợp tác hoặc ký kết hợp đồng với ai đó. Tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian để xác minh thông tin, nắm rõ tình hình thực tế, cũng như hiểu rõ về người sẽ hợp tác với mình. Tuy nhiên, phương diện tình cảm gia đình lại đem tới cho bản mệnh nhiều niềm vui nhờ có các tinh bách diệt soi chiếu. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 của tuổi Đinh Dậu cho thấy sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu khá ổn định trong khoảng thời gian này. Dù bạn phải đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở, cũng vì thế mà bạn có đủ sức để ứng phó và vượt qua. Hãy dành thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao hoặc tản bộ hít thở bầu không khí. Như vậy, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn, không bị vướng mắc những suy nghĩ tiêu cực bi quan. Dù công việc có bận rộn đến mấy, đừng quên sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ. Khi bạn sống khoa học thì bạn sẽ có đủ sức khỏe để bắt tay vào làm mọi việc. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Trái ngược với vận trình sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm thì phương diện gia đạo của người tuổi Đinh Dậu lại có nhiều điểm sáng. Bạn có thể thoải mái tận hưởng hạnh phúc mà tình cảm gia đình mang lại. Bạn cũng rất tỉnh táo trong các mối quan hệ và chủ động giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận mình. Bạn không muốn mình bị lợi dụng, rơi vào cảnh tình ngay lý gian hoặc khiến những người thân thiết nhất tổn thương. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Đinh Dậu cũng có dấu hiệu trì trệ, bởi bạn phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách. Có thể những kế hoạch trước đó cũng buộc phải chứng lại do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Thời điểm này do tương hại chiếu mệnh nên bạn phải cạnh tranh khá gay gắt với đối thủ. Có thể đối phương sẽ nghĩ ra nhiều cách để cản trở công việc làm ăn của bạn. Vì thế, bạn cần tỉnh táo và bình tĩnh để không nghiêm trọng quá các vấn đề, đồng thời tìm ra được cách giải quyết tình huống phù hợp nhất. Nếu có ý định hợp tác hoặc đầu tư vào đâu đó, bạn cũng không nên đưa ra những quyết định quá mức chóng vánh. Bản mệnh cần có thêm thời gian để kiểm chứng các nguồn thông tin, nắm rõ tình hình thực tế, cũng như tìm hiểu kỹ hơn về người sẽ hợp tác với mình. Khi có người muốn vay tiền của bạn, bạn cũng cần phải hiểu rõ đối phương có đáng tin hay không. Với những người đã lâu không liên hệ, tốt nhất bạn nên tìm cách từ chối khéo, nếu không thì một khi tiền đã ra khỏi túi thì khó đòi về được. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy túi tiền của người làm công ăn lương cũng không được rủng rỉnh như ý muốn. Con giáp này cần cẩn trọng trong công việc để không mắc lỗi sai phải dùng tiền túi để đền bù. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, cô tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu thấy rằng con đường sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu đầy rẫy nguy cơ trong khoảng thời gian này. Vì vậy, bạn làm gì cũng cần thận trọng, dựa vào sức của chính mình trở nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người khác. Tương hại cho thấy nhiều người tiếp cận bạn trong tháng này đều nhằm một mục đích nào đó. Đặc biệt là với người làm lãnh đạo, bản mệnh cần luôn giữ đầu óc tỉnh táo để nhìn rõ trắng đen. Mọi việc không nên tin theo lời xu nịnh của cấp dưới, kẻo đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu đang ấp ủ một dự án nào đó thì tốt nhất bạn nên giữ trong lòng và yên lặng thực hiện, không nên vội vàng chia sẻ cho người khác. Nếu không dễ bị kẻ xấu ăn cắp ý tưởng bằng cách tiết lộ những thông tin quan trọng, hãy thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Bởi khi lợi ích xuất hiện, một vài người bạn tưởng chừng thân thiết cũng có thể sẵn sàng quay lưng phản bội. Bạn không có lòng hãm hại người nhưng cũng cần phải đề phòng mọi người. Tuy nhiên, vận trình của bạn vẫn sẽ xuất hiện một vài điểm sáng do tam hội trợ vận. Chỉ cần bạn nghiêm túc tập trung cho công việc, không quên quan, khoác lác hoặc tin người quá dễ dàng thì vận trình nhìn chung là bình ổn. Bạn cũng vẫn có cơ hội được gặp gỡ với quý nhân và được giúp đỡ ít nhiều. Cẩm nang dượng vận tháng 8 âm lịch 2024. Khẩu quyết: hãy cẩn thận khi xã giao, người quen cũng có thể lợi dụng bạn vì lợi ích. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn: 90, 33, 18. Tiếp theo chương trình sẽ là vận trình tử vi
chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Để từ đó, luận giải ra tuần may mắn và phù hợp làm việc lớn cho con giáp tuổi Đinh Dậu. Nếu bản mệnh có dự định lớn thì hãy nên theo dõi thật chi tiết để chiêm nghiệm nhé. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy, công việc của tuổi Đinh Dậu không được suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh dường như đang mất tập trung và đắm chìm vào những vấn đề khác. Vì vậy, cần nhanh chóng tỉnh táo lại để cải thiện tình hình. Cơ hội thăng tiến đang đến gần và có dấu hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến bạn. Tuy nhiên, nếu tình trạng hiện tại tiếp tục kéo dài, bạn có thể phải trả giá. Lời khuyên cho người tuổi Đinh Dậu là bạn cần nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần để không bỏ lỡ cơ hội về tài lộc trong tuần. Tuổi Đinh Dậu có thể gặp khó khăn trong việc giữ tiền vào túi, nhưng cũng dễ dàng ra đi do phải chi tiêu cho nhiều vấn đề khác nhau. Tài chính có phần sa sút, không có nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Bù lại, vận trình gia đạo của tuổi Đinh Dậu đang khởi sắc rõ ràng. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới dự báo tuổi Đinh Dậu sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, nhưng chi tiêu cũng không kém phần tốn kém. Bạn cần tìm cách hạn chế hao tài, nếu không, dù kiếm được nhiều tiền cũng sẽ không còn lại gì. Về công danh, sự nghiệp, bạn có thể gặp phải những trở ngại do chính mình gây ra. Vào đầu tuần, bạn có thể thiếu động lực làm việc và phải chờ đến cuối tuần thì mới khôi phục lại được phong độ. Tuy nhiên, may mắn là có các tinh giúp người tuổi Đinh Dậu nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp Đinh Dậu hình dung được tương lai của mình nếu không nỗ lực và chăm chỉ hơn mỗi ngày. Về phương diện tình cảm trong tuần, vận trình không được thuận lợi, mối quan hệ giữa bạn và người thân đang không được suôn sẻ và thuận lợi cho năm. Hãy nhớ rằng, tình yêu có xây dựng nhưng cũng rất dễ bị phá dở. Đừng để mình sống thiếu trách nhiệm, điều đó sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân bạn. Tử vi tuần thứ ba trong tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của tuổi Đinh Dậu, bản mệnh sẽ đón nhận tin vui, cát lành. Tuổi Dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các tinh, con đường công danh, sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Đây là thời điểm bạn cần sự thúc đẩy và may mắn để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đầu tuần các khí dưỡng giúp tài vận phát triển, vì vậy bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền và chuẩn bị cho các khoản chi tiêu. Tuy nhiên, giữa tuần có dấu hiệu hao tài, bạn nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh chi tiêu hoang phí và mua sắm quá độ. Công việc của tuổi Đinh Dậu trong tuần này có thể trở nên bận rộn và áp lực lớn, khiến bạn nhiều lúc muốn từ bỏ. Bạn có thể cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của cấp trên. Đừng nản lòng rồi mọi chuyện sẽ dần tốt lên, đặc biệt là khi cuối tuần đến, vận trình của bạn sẽ càng khởi sắc hơn. Về phương diện tình cảm, trong tuần không có nhiều tiền, bản mệnh có thể cảm thấy thất vọng khi liên tục phải đối mặt với sự tan vỡ trong tình cảm gia đình, kéo theo nỗi đau sợ hãi và tổn thương. Có thể bạn sẽ cảm thấy muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm sự bình yên. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch cô tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tức từ ngày 24 đến hết tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới cho thấy, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu có dấu hiệu khởi phát. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua các thử thách do cấp trên đưa ra. Một số vấn đề tưởng chừng khó khăn, nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản và kết quả sẽ rất tốt đẹp. Trong tuần này, có khả năng người tuổi Đinh Dậu sẽ kiếm được khá nhiều tiền có từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, thu nhập của bạn sẽ khá tốt, không phải lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng với những mối nguy hao của mất tiền. Đừng vội tin vào lời mời gọi của kẻ tiểu nhân, vì bạn có thể gặp phải tình trạng thiệt thòi. Xét về tình cảm gia đình trong tuần cuối tháng, mặc dù có nhiều vấn đề phát sinh, bạn vẫn có cách giải quyết chủ một cách ổn thỏa. Hãy cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Tiếp theo chương trình là phần cải mệnh qua góc nhìn phong thủy, giúp cải thiện cuộc sống và tài lộc của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957.
Xin mời quý cô bác cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Không nên bỏ những thứ này trên tủ lạnh, vì những thứ tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt này sẽ kìm hãm vận may tài lộc nhà bạn và việc làm ăn sẽ không còn thuận lợi nữa. Trong phong thủy, tủ lạnh đại diện cho sự sung túc, chứ không đơn giản chỉ là vật đựng đồ ăn cho gia đình nhà bạn. Đó là lý do chúng ta không nên để đồ trong tủ lộn xộn và quên lau dọn sạch sẽ, nếu không sẽ khiến cho vận khí trong nhà không ổn định. Từ đó mà việc làm ăn kinh doanh của bạn cũng trở nên khó khăn hơn. Trước tiên bạn nên nhớ rằng, tủ lạnh có liên hệ mật thiết với tài vận của gia chủ. Do vậy, chủ nhân cần thường xuyên lau chùi sạch sẽ tủ lạnh. Như vậy mới khiến tài lộc sinh sôi. Sau đó quan tâm thêm một số lưu ý, không nên bỏ thứ này trên tủ lạnh để tránh làm tài vận của gia đình bạn đi xuống. Một là lọ hoa. Nhiều gia đình yêu thích việc trang trí nhà cửa bằng cây cảnh và lọ hoa, đặc biệt là đặt trên tủ lạnh để tận dụng không gian trống và tạo điểm nhấn đẹp mắt cho căn bếp. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm không nên mắc phải. Tủ lạnh thường xuyên phát ra nhiệt nóng khiến cho hoa nhanh chóng bị héo úa và mất đi vẻ tươi tắn ban đầu. Không chỉ vậy, xét về phong thủy, việc đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh còn mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Nó được cho là khiến tài lộc trong nhà bị hao hụt, tiền bạc khó giữ, dẫn đến cuộc sống trở nên bấp bênh và không ổn định. Việc trang trí bằng lọ hoa cần được cân nhắc kỹ lưỡng, chọn vị trí khác phù hợp hơn để tránh những điều không may. Hai là tấm vải phủ. Một số người lo ngại bụi bẩn bám vào tủ lạnh nên thường dùng tấm vải màn phủ lên nóc tủ. Họ không biết rằng hành động này có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Tấm vải này có thể làm tủ lạnh bị nóng hơn, làm giảm tuổi thọ của tủ và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của tủ lạnh, mà còn có tác động xấu đến tài vận của gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, việc phủ tấm vải màn lên tủ lạnh làm cho dòng chảy tài lộc bị ngăn cản, gây cản trở cho công việc và cuộc sống. Điều này có thể dẫn đến tình cảm gia đình trở nên xa cách, khó hòa hợp và thiếu sự viên mãn. Ba là đồ lộn xộn. Nhiều người có thói quen đặt những đồ vật nhỏ như chìa khóa, thẻ, từ điện thoại, dao kéo, sách vở lên nóc tủ lạnh vì tiện lợi. Tuy nhiên dần dần nóc tủ lạnh lại trở thành nơi chứa đủ thứ đồ lặt vặt, thậm chí biến thành một kho nhỏ trong nhà. Theo phong thủy, tủ lạnh có vai trò quan trọng trong việc duy trì tài lộc và sự ổn định của gia đình. Việc để đồ đạc lộn xộn trên tủ lạnh không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ mà còn khiến tài lộc tiêu tán, dẫn đến gặp nhiều thị phi và khó khăn trong cuộc sống. Do đó, tốt nhất là giữ tủ sạch sẽ, gọn gàng cả bên trong lẫn bên ngoài để đảm bảo sự tụ tài và may mắn. 4 là đồ điện. Việc bố trí các thiết bị điện tử và gia dụng như lò vi sóng, lò nướng, bếp ga gần tủ lạnh là điều cần tránh. Lý do là gì? Các thiết bị này thuộc tính hỏa, trong khi tủ lạnh thuộc tính thủy. Theo nguyên lý ngũ hành, thủy khắc hỏa, nên sự xung khắc này có thể gây ra những bất lợi cho gia đình. Sự xung khắc giữa các thiết bị này không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, làm cho gia đình khó lòng thu hút tài lộc, mà còn gây ra nguy cơ mất mát của cải, tiền bạc vào nhà chưa kịp tích lũy đã dội ra đi. Ngoài ra, việc bố trí không hợp lý còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình và tăng nguy cơ xảy ra sự cố như cháy nổ. Do đó, cần xem xét lại cách bố trí các thiết bị điện trong nhà một cách khoa học và hợp phong thủy để đảm bảo an toàn và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái cho tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.